Kính chào quý vị đến với bản tin văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh và thời trang cùng với Thanh Thanh. Và mở đầu với bản tin ngày hôm nay là một bản tin từ Los Angeles, Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, tài tử Hoa Kỳ Age Stallone tìm thấy chết tại nhà riêng ở tuổi 36. Sage Moonblood Stallone là con trai cả của ngôi sao phim hành động Sylvester Stallone vừa được tìm thấy đã chết tại nhà riêng ở khu Mulholland Terrace gần thành phố Los Angeles vào ngày hôm qua. Nhiều nguồn tin cho hay nguyên nhân tử vong là do anh đã sử dụng thuốc quá liều. Đại diện sở cảnh sát Los Angeles cũng xác nhận không hề có bất cứ dấu hiệu phạm tội nào ở đây, nhưng quá trình điều tra vẫn đang được tiến hành và hiện nay chưa có kết quả cuối cùng. Sage Stallone, năm nay 36 tuổi, là con trai của Sylvester Stallone với vợ đầu tiên là Sasha Kress. Năm 14 tuổi, anh bước chân vào ngành điện ảnh bằng vai diễn con trai của cha anh là Sylvester Stallone trong phim Rocky V vào năm 1990. Đến năm 96, anh lại tiếp tục hợp tác cùng với cha anh trong phim Daylight. Vài năm sau đó, anh từ bỏ nghiệp diễn để cùng nhà biên kịch từng đoạt giải Oscar Bob Murawski sáng lập nên Grindhouse Releasing, là một hãng chuyên bảo tồn và khai thác những tác phẩm điện ảnh từ thập niên 70 và 80. Ngoài ra, anh còn thử sức ở vai trò như đạo diễn hay là nhà sản xuất. Tuy không nổi tiếng như người cha tài năng của anh, nhưng những ai từng cộng tác cùng với Sage Stallone đều nhận xét chung anh là một nghệ sĩ nghiêm túc và đáng kính. George Brownstein là luật sư của Sage Stallone cho biết anh mất trong khi đang lên kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới đầu tiên. Trong khi đó, thì Michelle Bega là đại diện của Sylvester Stallone thông báo nam tài tử đang suy sụp và đau buồn sâu sắc trước sự ra đi đột ngột của con trai. Một ngày trước, Sylvester Stallone đã xuất hiện tại hội chợ truyện tranh Comic-Con tại San Diego để quảng bá cho phim hành động mới nhất của anh có tên The Expendables 2, tức là Biệt đội đánh thuê 2. Và kính thưa quý vị, một bản tin từ San Diego. Cứ đến tháng 7 là những người hâm mộ truyện tranh, phim ảnh và truyền hình lại đổ xô về thành phố San Diego, miền nam của California để tham dự hội chợ văn hóa Comic-Con được bắt đầu vào ngày thứ Năm vừa qua, tức là ngày 12 tháng 7 và sẽ được kéo dài cho đến hết cuối tuần này. Hội chợ năm nay sẽ đưa người hâm mộ tới nhiều dự án được chờ đợi như phim The Hobbit và tập Twilight cuối cùng, cũng như là cơ hội được gặp gỡ những ngôi sao điện ảnh. Diễn ra tại trung tâm Convention Center, các nhà tổ chức ước tính rằng sẽ có tới 130.000 lượt khách tới thăm hội chợ năm nay. Các ngôi sao tên tuổi sẽ có mặt tại đây để quảng bá phim là Jodie Foster, Matt Damon, Robert Downey Jr. trong Iron Man 3, cựu thống đốc California Arnold Schwarzenegger quay trở lại điện ảnh qua bộ phim The Expendables 2. Bộ đôi thần tượng của giới trẻ là hai diễn viên chính trong Twilight Robert Pattinson và Kristen Stewart cũng sẽ tới Comic-Con để giới thiệu phần cuối của series ăn khách này mang tên là The Twilight Saga Breaking Dawn Part 2 sẽ được trình chiếu tháng 11 năm nay. Sự hâm mộ cặp đôi này lớn tới mức nhiều người hâm mộ đã xếp hàng chờ họ từ cuối tuần trước chỉ để được thấy thần tượng của mình trên thảm đỏ. Song, một sự việc đáng buồn đã xảy ra khi một người hâm mộ đã chết trong một tai nạn giao thông khi chờ đợi và rất nhiều người đã gửi lời chia buồn và đã được gửi qua trang mạng Twitter. Một điểm nhấn đáng chú ý khác của hội chợ năm nay là siêu phẩm được chờ đợi The Hobbit Unexpected Journey. Đây là phim vẫn do đạo diễn Peter Jackson dàn dựng. Ba tập phim gốc đã thu về gần 3 tỷ Mỹ Kim doanh thu và còn mang lại tới 17 giải Oscar, nên không ngạc nhiên khi The Hobbit đã tạo được cơn sốt từ giới hâm mộ điện ảnh, dù đã chỉ trình chiếu một số trích đoạn từ tác phẩm này. Trong một cuộc phỏng vấn, đạo diễn Peter Jackson chia sẻ rằng ông quyết định sẽ chiếu thử The Hobbit ở dạng 2 chiều với 24 khung hình 1 giây để giúp cho khán giả tập trung hơn vào nội dung thay vì kỹ xảo. Nếu họ muốn xem phim 3 chiều với 48 khung hình trong 1 giây thì họ sẽ được toại nguyện khi ra rạp vào tháng 12. Không chỉ có điện ảnh, phần phim truyền hình cũng rất được nhiều người tới thăm Comic-Con chú ý. Đó là những trích đoạn của các series ăn khách như Game of Thrones, Glee hay Doctor Who sẽ được giới thiệu tới khán giả trong những ngày tới. Với các game thủ thì Comic-Con cũng là một sự kiện không thể bỏ qua bởi họ sẽ được xem thử hình ảnh cũng như là thử điều khiển các nhân vật trong các tựa game mới như Assassin's Creed 3, Halo 4 hay Resident Evil khi tham gia hội chợ năm nay.
đây đã là lần thứ 43 Comic-Con được tổ chức và độ nổi tiếng của hội chợ này càng ngày càng gia tăng. Những ngày này thì người ta có thể bắt gặp rất nhiều thanh niên ăn mặc như những siêu anh hùng, quái vật đi dạo quanh thành phố San Diego. Một thống kê mới đây còn cho thấy là phụ nữ cũng khá quan tâm tới sự kiện này. Theo đó thì độ tuổi người tới thăm Comic-Con là từ 16 tới 34 và tỷ lệ nam nữ trong danh sách này là 60-40. Hội chợ văn hóa Comic-Con sẽ diễn ra cho đến hết Chủ nhật. Và kính thưa quý vị, một bản tin khác cũng từ Hoa Kỳ, Los Angeles. Thưa quý vị, Kristen Chenoweth là nữ ca sĩ kiêm diễn viên Hoa Kỳ đã phải nhập viện khẩn khi cô bị thương trên phim trường quay bộ phim The Good Wife. Theo TMZ, thì phim trên do đài CBS sản xuất, một nguồn tin tại thời điểm đó cho biết, do gió to, một mảng đèn của chiếu sáng chẳng may rơi trúng đầu của Kristen Chenoweth. Nghệ sĩ này ngay lập tức ngã xuống sàn, một người nào đó nhanh chóng gọi 911 để báo cáo có một người bị vật cứng rơi trúng đầu. Xe cứu thương xuất hiện sau đó ít phút và sơ cứu cho Kristen Chenoweth. Được biết thì hiện Kristen đã qua nguy hiểm và đang nằm viện điều trị vết thương. Người đẹp này thường bị tai nạn. Năm 2003, cô bị tai nạn ở cổ khi chuẩn bị chương trình kịch Quicker trên sân khấu của Broadway. Năm 2006, người đẹp này lại bị thương trên sân khấu khi diễn vở The Apple 3. Năm 2011, Kristen trở lại với phim Glee và bị ngã cầu thang. Kristen là một ca sĩ người Hoa Kỳ và nữ diễn viên sân khấu và truyền hình. Cô được biết đến trên sân khấu Broadway với vai diễn của cô là Sally Brown trong Joa Goodman, Charlie Brown. Cô tham gia nhiều phim và các chương trình truyền hình. Và kính thưa quý vị, một bản tin từ London, Anh Quốc. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập nhóm Rolling Stones sẽ tổ chức một cuộc triển lãm ảnh tại Somerset House, trung tâm nghệ thuật của London. Cuộc triển lãm sẽ giới thiệu những bức ảnh và poster liên quan đến các buổi biểu diễn của Rolling Stones cùng với những hình ảnh chụp trong studio các thành viên của nhóm qua suốt chiều dài lịch sử của ban nhạc nổi tiếng này. Rolling Stones, một ban nhạc huyền thoại vẫn còn tồn tại với rất nhiều người hâm mộ khắp nơi trên thế giới. Đánh dấu cột mốc 50 năm của Rolling Stones, ban nhạc sẽ tổ chức một live concert trong năm nay cùng với kế hoạch một chuyến lưu diễn vào năm 2013. Các thành viên của The Rolling Stones gồm có Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts và Ronnie Wood đã ghi lại hình ảnh mới nhất của nhóm được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Rankin tại The Marquee Club nổi tiếng trên con đường nổi tiếng Oxford của London, Anh Quốc. Cũng ngày này, The Rolling Stones đã phát hành cuốn sách Rolling Stones 50 được xuất bản bởi Thames & Hudson. Cuốn sách đặc biệt này sẽ ghi lại cuộc sống, chặng đường hoạt động âm nhạc hay các tài liệu về các giai đoạn trong lịch sử hoạt động của ban nhạc lừng danh này. Một triển lãm các hình ảnh của Rolling Stones 50 sẽ được diễn ra tại Somerset House ở thủ đô London từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 27 tháng 8. Trong dịp kỷ niệm đặc biệt này, một bộ phim tài liệu về Rolling Stones được thực hiện bởi đạo diễn Brett Morgan cũng sẽ được phát hành trong tháng 11 năm nay. Một thông cáo của Rolling Stones cho biết rằng đây là câu chuyện về 50 năm tuyệt vời của họ. Họ bắt đầu như là một ban nhạc blues, chơi ở các câu lạc bộ, và gần đây họ thu hút khán giả đến đầy những sân vận động lớn nhất trên thế giới bằng những chương trình biểu diễn mà không ai trong họ có thể tưởng tượng ra được trong những năm tháng đầu tiên đó. Buổi biểu diễn đầu tiên của The Rolling Stones diễn ra vào ngày 12 tháng 7 năm 1962 tại Marquee Club ở London, Anh Quốc. Lúc đó thì nhóm gồm có Mick Jagger, giọng ca chính, Keith Richards, guitar, Brian Jones, guitar, Ian Stewart, piano, Dick Taylor, bass, Tony Chapman, trống. Chưa đầy một năm sau thì họ được bổ sung thêm Bill Wyman, bass và Charlie Watts, tay trống. Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, Rolling Stones đã tiêu thụ được hơn 200 triệu album trên khắp thế giới. Năm 1989, ban nhạc được vinh danh trong đại sảnh danh vọng Rock and Roll và xếp hạng vị trí thứ tư trong top 100 nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại vào năm 2004 của tạp chí Rolling Stones. Chương trình kỷ niệm 50 năm thành lập của Rolling Stones sẽ kéo dài đến năm sau, còn bao gồm một live show được tổ chức trong năm nay. Keith Richards cho biết hồi đầu tháng đầu năm rằng họ thực sự xem 1963 là năm bắt đầu của Rolling Stones vì đến tháng 1 năm 1963 thì Charlie Watts mới gia nhập nhóm. Đối với họ, năm 1962 là năm mà nhóm được hoài thai và Rolling Stones chào đời trong năm tiếp theo.
Và kính thưa quý vị, một bản tin tổng hợp. Luật sư của ngôi sao Rock of Ages dọa sẽ khởi kiện National Enquirer vì tờ này đã dùng những lời lẽ xúc phạm và bịa đặt về Tom Cruise. Trang mạng Hollywood Reporter vừa đăng tải bức thư của Burt Fields, luật sư của Tom tại Los Angeles. Trong thư, Burt Fields đã chỉ trích tập đoàn truyền thống American Media Inc., đơn vị chủ quản của tờ, vì đã đăng sai và có những lời lẽ có thể làm tổn hại hàng trăm triệu Mỹ Kim cho Tom Cruise. Số báo mới nhất của National Enquirer đã đăng hàng loạt thông tin sai và những lời xúc phạm nghiêm trọng tới Tom Cruise, trang 3 của bức thư viết. Burt Fields cũng cho rằng tất cả những thông tin về Tom Cruise đăng trên báo ra ngày 11 tháng 7 là bịa đặt. Tác giả bài báo trên National Enquirer phát hành ngày 11 tháng 7 viết rằng Tom Cruise thực sự là một con quái vật với lý do anh đã ngược đãi vợ và con gái mình bằng cách bắt họ ở trong một căn phòng chật chội, không có cửa sổ trong suốt 5 tháng. Trang bìa National Enquirer thì giật tít là bên trong ngôi nhà kinh hoàng của Tom. Tuy nhiên, sau bức thư trên thì cả Burt Fields lẫn đại diện của American Media Inc. đều chưa có bất cứ phản hồi nào thêm. Những ngày qua, Tom và Katie là chủ đề của hàng trăm bài báo trên khắp thế giới sau khi Katie nộp đơn ly dị hôm 29 tháng 6. Tuy cả hai đã đạt được thỏa thuận ly hôn 11 tháng 7, nhưng Tom và Katie vẫn hoàn toàn im lặng, không hé lộ bất cứ thông tin gì ngoài tuyên bố họ gác lại những tranh chấp vì quyền lợi của Suri. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh và thời trang cùng với Thanh Thanh. Thanh Thanh xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau. Kính chúc quý vị một ngày thật vui và nhiều hạnh phúc.